Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 158. Hoàng gia chủ trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Đa tạ Hoàng gia chủ. Vẻ mặt Bạch Đình trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng cũng có chút hy vọng rồi. Hoàng gia chủ vội vàng xua tay nói, ông cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, vị công chúa nhỏ này tính tình không tốt, ở quận thành Thanh Nham này không ai dám đắc tội nàng ta. Người đến tìm nàng ta cầu thiệp mời, càng là không đếm xuể, ta giúp ông thông báo một tiếng, để vị kia nhà ông ngày mai có một chỗ ngồi, còn về việc có nhận được thiệp mời hay không, thì phải xem tạo hóa của hắn thôi. Nói xong, lại dặn dò thêm sở thích của vị công chúa nhỏ kia và những công việc cụ thể. Trước khi rời đi, ông ta còn nhắc nhở Bạch Đình trưởng lão, lấy hay không lấy được thiệp mời, thì phải xem vị kia nhà ông có biết làm lấy lòng vị công chúa nhỏ đó không, nhớ kỹ, không thể thiếu lễ vật. Cái này ta biết, Bạch Đình trưởng lão đứng dậy cáo từ. Không lâu sau, Bạch Đình trưởng lão gặp lại Lâm Nhất và Lạc Hoa, đem sự việc thiệp mời kể lại đầu đuôi cho họ nghe. Không có thiệp mời, thì không thể tham gia đại hội danh kiếm, việc gặp công chúa nhỏ nhà họ Phong, người chú ý một chút, tiết chế tính tình nóng nảy của mình khi ở Phù Vân Kiếm Tông lại mới được. Đại hội danh kiếm lần này cạnh tranh quá khốc liệt, thật sự là một lời khó nói hết được, thần sắc Bạch Đình trưởng lão có chút mệt mỏi nói. Lâm Nhất ung dung, thản nhiên gật đầu. Bạch Đình trưởng lão lại thở dài, ông ta không ôm hy vọng gì ở đại hội danh kiếm lần này, chỉ hy vọng Lâm Nhất có thể lấy được thiệp mời. Ít nhất cũng được tính là đã tham gia, quay về còn có thể bàn giao với trưởng môn Phù Vân, nếu không thì thật sự không có mặt mũi quay về nữa, nhưng chung quy vẫn là ấm ức cho Lâm Nhất rồi. Sau khi Bạch Đình trưởng lão rời đi, Lạc Hoa nhìn thần sắc của Lâm Nhất, biết trong lòng hắn đang khổ tâm, không có hào hứng. Suốt đoạn đường đi hắn hầu như không nói gì, hiển nhiên vẫn đang lo lắng cho vòng xếp hạng thương huyền phủ của Diệp Tử Lăng bọn họ, khó khăn lắm mới đến được quận thành Thanh Nham nhưng thiệp mời lại rắc rối như vậy. Huynh dự định đem theo lễ vật gì? Lạc Hoa hỏi. Lễ vật? Lâm Nhất khẽ giật mình, đôi mắt có chút mờ mịt. Lạc Hoa cười nói, xem ra vừa nấy huynh không nghe kỹ lời của Bạch Đình trưởng lão rồi, tìm công chúa nhỏ nhà họ Phong lấy thiệp mời, cũng tương đương với việc bỏ tiền mua. Hơn nữa, có quá nhiều người muốn có. Nó, lễ vật nhất định phải quý giá mới được, nếu không rất có thể sẽ về tay không. Đây thật sự là một vấn đề nan giải. Lâm Nhất suy nghĩ một chút, quả thần huyết và cửu diệp thánh quả không thể tặng người khác, có thể lấy ra e rằng chỉ có thánh thương kia thôi. Nhưng bản thân tàng kiếm lâu có thể đúc ra thánh kiếm, vị này lại là công chúa nhỏ của nhà họ Phong, e rằng chưa chắc đã có hứng thú với nó. Mặt nạ ngân nguyệt hoặc tử ngọc thần trúc tiêu, đối phương có lẽ sẽ thích, nhưng Lâm Nhất chắc chắn không thể đem đi tặng. Huynh nghĩ đi nhé, Lạc Hoa không làm phiền Lâm Nhất nữa, nói xong liền rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự dẫn đường của người hầu nhà họ Hoàng, Lâm Nhất đã đến một nơi có phong cảnh xinh đẹp của quận thành Thanh Nham, đó là một trang viên với diện tích rộng lớn. Đây là trang viên mà tàng kiếm lâu mua riêng cho vị công chúa nhỏ nhà họ Phong kia, chỉ riêng trang viên thôi đã đủ thể hiện vị trí của người phụ nữ này trong nhà họ Phong. Bước vào trang viên, phát hiện rất nhiều thanh niên trên lưng đeo hộp kiếm giống mình, họ cũng giống như hắn đến đây để xin thiệp mời. Đám người này đã đến quận thành Thanh Nham rất nhiều ngày trước, sớm đã quen biết với nhau, đột nhiên nhìn thấy Lâm Nhất tương đối xa lạ, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Có điều chỉ một lúc sau, ánh mắt bọn họ bắt đầu trở nên cổ quái, một cảnh giới thiên phách nho nhỏ cũng đến đây làm gì. Yến Tử Kính của Huyền Lôi Kiếm Tông, huynh đệ xưng hô thế nào, một trong những thanh niên với vẻ ngoài tuấn mỹ mở lời trước, khuôn mặt tươi cười bước đến. Phù Vân Kiếm Tông, Lâm Nhất thờ ơ đáp lại một câu, Phù Vân Kiếm Tông. Sắc mặt Yến Tử Kính trầm ngâm trong giây lát, nhưng rất nhanh hắn ưỡn ngực, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, cười nói, nhớ ra rồi. Là một tông môn của thương huyền phủ này cũng khá xa đó, e rằng ngay cả thú tỉnh tượng cũng không có, chuyến này đến đây cũng không dễ dàng nhỉ. Những kiếm khách trẻ khác cũng ngầm hiểu trong lòng, nhịn không được mà mỉm cười. Một tông môn ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng không ngại mà vác mặt đến đây cầu thiệp mời. Lâm Nhất liếc nhìn người này, nhàn nhạt nói một câu, ta đến như thế nào, không cần ngươi quan tâm. Ha ha, một thiên phách nho nhỏ, tính khí lại không nhỏ tí nào. Yến Tử Kính nhìn Lâm Nhất, ngữ điệu lạnh nhạt, sau khi mỉa mai một câu thì cũng không nói gì thêm nữa. Đám người tụ tập lại, thương lượng làm thế nào để lấy lòng công chúa nhỏ nhà họ Phong, không coi Lâm Nhất ra gì. Không lâu sau, một thị nữ xuất hiện, sắc mặt ngạo mạn nhìn đám người,
tiểu thư của chúng ta nói rồi, muốn có được thiệp mời, nhất định phải có năng lực hơn người. Lễ vật có quý giá đến mấy, thực lực không có, lấy được thiệp mời cũng biến thành trò cười. Các người cùng nhau ra tay, nhưng không được dùng kiếm, ai thắng được ma sủng mà tiểu thư nuôi dưỡng thì mới có thể gặp được tiểu thư. Mười mấy kiếm khách trẻ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, vội vã đi theo. Cũng chỉ là một con ma sủng mà thôi. Bọn họ nhiều người như vậy, cho dù có không dùng kiếm, cùng lên thì cũng không khó khăn gì. Sau khi đi qua nhiều hàng lang trong sơn trang trang nghiêm, vòng qua một vài hòn non bộ, mọi người được dẫn tới một sàn diễn võ dưới lòng đất. Nói là sàn diễn võ, nhưng thực tế nó giống một sàn đấu thú hơn, bốn phía đều là tường bằng kim loại, trên đầu có một chiếc lồng ánh sáng gợn sóng bao trùm. Sau khi thị nữ rời đi, một hàng mười mấy người bị nhốt bên trong, bầu không khí đột nhiên trở nên quái dị. Rầm rầm. Sau vài tiếng động lớn, tay vịn trên tường được mở ra, ba con ma khuyển màu đen gầm lên từ thông đạo, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Viêm ma khuyển, yêu thú cảnh giới tinh tượng cấp bá chủ. Nhìn thấy ba con ma khuyển cao gần 10 trượng, sắc mặt mọi người điên cuồng thay đổi, không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Ba con viêm ma khuyển. Toàn bộ đều có tu vi cảnh giới tinh tượng, hơn nữa con nào cũng xuôi chảy dòng máu cấp bá chủ, tỏa ra sát khí nồng nặc kinh người. Viêm ma khuyển dường như bị bỏ đói đã nhiều ngày, đôi mắt chúng đỏ ngầu, lập lòe sắc lạnh thèm thuồng thịt người. Thế này phải đánh làm sao? Là viêm ma khuyển cấp bá chủ đó, cho dù sử dụng đao kiếm cũng chưa chắc có thể tổn hao ra lông chúng. Nhìn viêm ma khuyển từng bước ép tới gần, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ rợn người, sắc mặt của nhiều người lập tức tái nhợt. Cuộc kiểm tra của công chúa nhỏ Phong gia có vẻ hơi quá đáng, hơn nữa còn giống như đang chơi thật vậy. Trong sàn đấu thú có kiếm khách trẻ tuổi cảnh giới tỉnh tượng lập tức bay lên không trung, giải phóng tỉnh tượng trong cơ thể ra ngoài. Trong hư không, một cuộn tranh đột nhiên mở ra, đẩy lùi tầng tầng lớp lớp sát khí đang bao phủ xuống kia. Đây chính là tinh tượng của võ giả sao? Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tinh tượng của mỗi người đều khác nhau. Có người là yêu thú, có người là núi sông, có người là vũ khí, còn có người là lửa yêu ma đủ các loại dị tượng. Khi cuộn giấy được trải ra hoàn toàn, uy áp lên mỗi người rõ ràng đều tăng hơn gấp đôi, bất luận là chân nguyên hay kiếm ý đều được gia tăng ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt là các loại dị tượng thuộc tính, chẳng hạn như sau khi ngọn lửa cháy bùng thì ý chí võ đạo thuộc tính hỏa sẽ ngay lập tức dâng trào. Cuộn tranh có chút giống sự kết hợp giữa võ hồn và tỉnh quang, mỗi một cuộn tranh đều rực rỡ tinh quang, vô cùng chói mắt. May mắn thay trước kia khi chiến đấu với La Khuê không cho hắn ta có cơ hội giải phóng tinh tượng. Một khi giải phóng, e rằng lúc đó đối phương trực tiếp tung ra một chiêu đã có thể khiến bản thân thương tổn nặng nề. Cùng với sự rung chuyển dữ dội của sàn đấu thú, lũ viêm ma khuyển bắt đầu thi triển thế tấn công điên cuồng, những kiếm khách cảnh giới tỉnh tượng miễn cưỡng có thể tự bảo vệ bản thân, còn những người trẻ tuổi khác mặt mày đã tái xanh, họ vận dụng đủ các loại thủ đoạn để né tránh, căn bản không có gan phát động công kích. Không biết viêm ma khuyển đã bị bỏ đói trong bao lâu, con nào cũng như điên dại vậy. Đột nhiên, một cảnh tượng cực kỳ đẫm máu xuất hiện. Một bóng người giữa không trung trực tiếp bị xé nát, bị viêm ma khuyển lao đến cắn nuốt ngay tại chỗ. Ngay trước mặt mọi người, viêm ma khuyển nhai ngấu nghiến từng ngụm xương trắng, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhe hàm răng sắc nhọn dính đầy máu thịt nhìn họ. Cái này, muốn chơi thật sao? Nhiều người toàn thân run rẩy, hai má giật giật, bọn họ tới để xin thiệp mời, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống như vậy. Mấy người Yến Tử Kính đứng trong không trung cười lạnh không ngừng, xem ra đám người này không tìm hiểu trước tính tình của vị công chúa nhỏ Phong gia mà. Đó thế nhưng là ma vương lật trời của quận thành Thanh Nham, là nhân vật không ai dám chọc vào. Có những chuyện còn cực đoan hơn vậy còn xảy ra vào ngày thường nữa kìa. Chết nhiều hơn chút cũng tốt, số lượng thiệp mời cũng không có dư thừa đến vậy. Giết người cho chó ăn. Trong mắt Lâm Nhất xẹt qua một tia phẫn nộ, hắn ngước đầu nhìn sang. Phía trên sàn đấu thú có rất nhiều người đang thích thú xem kịch. Không đợi hắn kịp suy nghĩ, viêm ma khuyển lúc này đã phân xác ăn xong với ánh mắt dữ tợn lại liếm láp khóe miệng nhớp nháp máu tươi, bắt đầu đuổi giết đám đông một lần nữa. Sàn đấu thú một lần nữa rơi vào sự hoảng loạn, có người cố gắng sử dụng võ học thánh linh bản phá đám viêm ma khuyển kia. Nhưng tức khắc kinh hoàng phát hiện ra rằng tuy chúng bị thương không nhẹ nhưng với da dày thịt thô, chúng chỉ cần lăn lộn vài vòng liền đứng dậy ngay lập tức. Trời ải! Cả nhóm người đã hoàn toàn rơi vào vực sâu tuyệt vọng, bắt đầu chạy loạn khắp sàn đấu thú.
Trong lầu gác phía trên sàn đấu thú, tam tiểu thư Phong Gia mặc váy ngắn lộng lẫy, mái tóc được trải mượt như gương, đeo châm cài tỉnh xảo bắt mắt. Nhìn đám người thục mạng tháo chạy phía dưới mà nàng ta cười ha hả, trên mặt là vẻ hưng phấn cực độ, một đám thanh niên được coi là thiên tài xuất chúng không chỉ bị nàng ta chơi đùa tới xoay vòng vòng mà còn tình nguyện cho chó của nàng ta ăn. Đám phế vật này ngay cả chó của ta cũng không sánh bằng, còn muốn tham gia đại hội danh kiếm. Đúng là thứ mặt dày, tam tiểu thư Phong Gia lạnh giọng nói, không chút giấu giếm mỉa mai. Nữ hầu bên cạnh cười đáp, thiệp mời nào có dễ lấy như vậy. Còn muốn gặp tiểu thư nhà chúng ta, cũng không nhìn lại mình xem có xứng hay không. Cũng chỉ là cóc ngồi đáy giếng mà thô. Công chúa nhỏ Phong Gia chớp chớp đôi mắt to tròn, lười biếng nói, những người có năng lực sớm đã nhận được thiệp mời rồi, phi ẩn nhất là những kẻ không biết mình nặng mấy cân mấy lạng như này, rõ ràng chỉ là thứ rác rưởi còn muốn vác mặt tới tham gia đại hội danh kiếm của nhà ta. Các ngươi đều nhìn kỹ cho ta, không cho phép họ dùng kiếm, viêm khuyển của ta quý giá lắm đó. Tuyệt đối không được để bọn họ làm tổn thương tới chúng. Ha ha, tiểu thư yên tâm, ai dám rút kiếm, chúng ta sẽ tự có biện pháp xử lý chúng, một nữ hầu mặc váy. Đỏ cười hì hì đáp. Công chúa nhỏ của Phong Gia trợn mắt cười nói, đừng để bọn họ đều chết hết, đợi viêm khuyển nhà ta ăn no liền cho bọn họ chui ra khỏi hang chó đi, ta còn muốn nhìn xem họ định tặng quà gì nữa. Vừa dứt lời trong sàn đấu thú bỗng vang lên từng trận kiếm ngâm khiến sắc mặt nàng ta lập tức tối lại. Tùy tiện rút ra một cây roi ném về phía thị nữ. Đó là một món thánh khí phát ra uy lực cuồng bạo, ngọn roi quét tới giống như tia chớp. Người rút kiếm bị quất trúng bắn ngược ra ngoài, thanh kiếm cũng bị chấn động mà rơi khỏi tay. Chàng trai trẻ bị ném xuống đất hét lên một tiếng thảm thiết, xem chừng vô cùng thống khổ. Nhưng thị nữ kia vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục giáng đòn roi xuống người chàng trai đang lăn lộn trên đất kia. Chẳng bao lâu sau hắn ta đã bị quất tới mức da thịt nát bấy, máu chảy. Đầm đìa, thảm không nỡ nhìn, ngay cả xương trắng cũng lộ ra ngoài. Người chứng kiến nhìn thấy mà phát hoảng, cực kỳ sợ hãi. Đừng quên những gì ta đã nói, nếu có người còn dám rút kiếm thì đây chính là kết cục của các ngươi, thì nữ tay nắm roi dài rực lửa, giọng lạnh băng nói. Sau khi nàng ta lui xuống, sắc mặt mọi người đều xám như tro tàn. Viêm ma khuyển da dày thịt thô sở hữu sức phòng ngự kinh người, không dùng dao kiếm căn bản không thể khiến nó trọng thương. Mà thực lực mạnh nhất là mấy người yến tử kính rõ ràng đều tỏ thái độ sống chết mặc bay, hiển nhiên không muốn đắc tội với công chúa nhỏ của Phong Gia, hoàn toàn không có ý định thực sự đối phó với viêm ma khuyển. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng này của yến tử kính e rằng chỉ ước chết càng nhiều người càng tốt. Bằng cách này viêm ma khuyển gần như bất khả chiến bại. Một đám nô tài còn muốn làm bị thương viêm khuyển của ta, đúng là muốn chết, công chúa nhỏ của Phong Gia đứng từ xa nhìn lại, thấy kẻ kia chảy ra chóc thịt vẫn chưa hả lòng hả dạ. Tiểu thư, có muốn nô tỳ quất hắn thêm vài roi không ạ? Thị nữ váy đỏ tay cầm thánh khí kia cười khì khì hỏi, dáng vẻ vừa rồi đúng là rất oai phong. Thôi bỏ đi, đánh nát quá viêm khuyển của ta chưa chắc đã thích ăn, cứ để vậy đi, công chúa nhỏ của Phong Gia vui buồn thất thường. Chớp chớp đôi mắt rồi lại nhoẻn miệng cười quan sát phía dưới. Nhưng vào lúc này một thay đổi đột ngột xảy đến, tiếng kiếm ngâm liên. Tục vang vọng khắp các hướng, khiến toàn bộ sàn đấu thú rung chuyển. Sắc mặt của công chúa nhỏ Phong Gia cùng đám thị nữ đều khẽ động, lại có người rút kiếm rồi. Nhưng khi nhìn qua, con người của họ lại mạnh mẽ do rút, bởi không hề có ai sử dụng kiếm. Đó là một thân hình màu xanh lam, thẳng tắp sừng sững, quét ngang không trung, kiếm ngâm như sấm. Chấn động tứ phương. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì bóng dáng đó đã lóe lên trên không rồi liên tiếp ra tay. Đợi tới khi hắn tiếp đất, toàn bộ viêm ma khuyển đều đổ gục xuống đất mà chu chéo, những chiếc răng nanh của chúng dưới trận công kích vừa rồi đều bị chém gãy hết, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng chúng. Lũ viêm ma khuyển vừa rồi còn bệ vệ hung thần ác sát trong chớp mắt đã lụi tắt. Lâm Nhất vững vàng hạ cánh, im lặng phủi tay. Đám người yến tử kính ngơ ngác nhìn sang với biểu cảm vô cùng kinh ngạc, tốc độ của thằng nhãi này nhanh quá. Còn chưa nhìn rõ thì hắn đã đập nát tất cả răng nanh của đám viêm ma khuyển rồi, hoàn toàn nhìn ra không ra tu vi mới chỉ dừng lại ở cảnh giới thiên phách. Thật là lớn mật, vậy mà dám đánh bị thương viêm khuyển của tiểu thư, hầu nữ váy đỏ kia lập tức lạnh mặt, thánh khí trong tay muốn vút bay ra ngoài đánh vào Lâm Nhất. Dừng tay, thả bọn họ ra, bổn tiểu thư muốn đích thân xử lý hắn. Gương mặt xinh đẹp của công chúa nhỏ Phong Gia vô cùng u ám, đôi mắt lóe lên sự hung độc. Trên sàn đấu thú,
Viêm ma khuyển ngã gục xuống đất, trên bức tường trước mặt lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ hẹp, thì nữ váy đỏ gần giọng quát lên, coi như các ngươi qua cửa, ra ngoài đi. Nói xong liền hung hăng trừng mắt liếc Lâm Nhất một cái, người này vậy mà dám làm tổn thương tới viêm khuyển của tiểu thư, thực sự quá can đảm. Một nhóm người còn đang sợ hãi vội vàng cảm ơn đại tiểu thư phong ra, sau đó hoảng loạn chui qua cái động chật hẹp kia. Nhưng cái động kia thực sự quá nhỏ, một đám người cong eo hết mức cũng không có cách nào lọt qua, chỉ đành quỳ xuống mới có thể bò ra ngoài. Sắc mặt của những người trẻ tuổi vây quanh Yến Tử Kính đều đen kịt lại, đe giọng nói, khốn kiếp đây không phải là lỗ cho đó chứ. Chui! Yến Tử Kính nghiêm mặt, lạnh tanh phun ra một câu. Yến Tử Kính hắn chẳng thèm để ý đến cái đó, hắn ta chỉ muốn lấy được thiệp mời, đó là nhiệm vụ sư môn giao cho hắn ta. Mấy người bịt mũi rồi lần lượt chui ra khỏi chuồng chó, Yến Tử Kính quay đầu lại nhìn thì phát hiện Lâm Nhất không hề có ý định di chuyển. Hừ, giả bộ thanh cao gì chứ, muốn lấy được thiệp mời, người không muốn chui cũng phải chui. Yến Tử Kính rất ngứa mắt Lâm Nhất, trên người đối phương có cỗ khí chất làm hắn ta cực ghét. Chỉ chốc lát sau, trong sân đấu rộng rãi chỉ còn mỗi Lâm Nhất, những người khác đều chui ra khỏi chiếc ổng chó hết rồi. Tiểu thư, người kia không nhúc nhích kìa. Thị nữ áo đỏ kiêu ngạo cầm roi ra chỉ vào Lâm Nhất rồi nói. Tiểu công chúa nhà họ Phong mở to mắt, hai mắt sáng ngời cười tủm tỉm nói, hừ, ta thích giày vò những tên cứng đầu như này, loại nhu nhược chẳng thú vị tí nào. Không chui, thế thì đừng hòng vào được cửa nhà bản. Tiểu thư, muốn có thiệp mời, người không muốn chui cũng phải chui. Nàng ta nghiến răng nanh, trông thì vô hại nhưng tâm tư lại độc ác đến mức làm cho người ta lạnh lòng. Keng! Không hề báo trước, Lâm Nhất bay lên, huyết diệm thánh long trong ấn thương long nở rộ, cơ thể đẹp ngang thánh khí của hắn trực tiếp đánh thủng một lỗ trên màn sáng trên đỉnh đầu. Đám đông nhìn mà trợn tròn mắt, tiểu công chúa nhà họ Phong thì đen mặt. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận vô cùng, từ trước đến nay chưa có ai làm nàng ta thấy khó chịu như này. Vùi! Cơ thể Lâm Nhất như thanh kiếm sắc, sau khi đâm thủng vầng sáng, anh quét mắt nhìn sang đằng trước sân đấu thú. Đợi một lúc, những người chui chuồng chó lần lượt chui ra tới nơi, nhìn thấy Lâm Nhất, họ ngạc nhiên. Lắm! Yến Tử Kính là người chui ra cuối cùng, hắn ta trông thấy Lâm Nhất đã đứng đợi sẵn ở đây, hắn ta ngẩn người, há miệng nói không ra lời. Ngươi, sao ngươi ra được vậy? Yến Tử Kính hỏi với vẻ không thể tin nổi. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Nhất lạnh nhạt nhìn hắn ta một cái, sau đó không hề có ý tiếp tục để ý. Tên khốn này, chỉ là một thiên phách nho nhỏ, thế mà kiêu ngạo thế. Yến Tử Kính tức lắm, nếu không phải đang ở trang viên nhà họ Phong, chắc chắn hắn ta phải ra tay dạy dỗ đối phương. Lại đây đi. Thị nữ áo đỏ lại xuất hiện, dẫn mọi người đi về phía trước, nửa khắc đồng hồ sau. Bọn họ đi tới một gian nhà cao tầng. Tiểu công chúa nhà họ Phong ở trong phòng, thảnh thơi ngồi đấy, sau khi vài người đi vào, bọn họ đều quỳ một gối xuống, nịnh nọt sau đó trình lên món quà mà mình đã chuẩn bị. Những món quà tặng đi đều cực kỳ trân quý, có thánh huyền đan tam phẩm, có dị quả ngàn năm, có trang sức đắt tiền, thậm chí còn có kỳ hoa hiếm gặp đẹp đẽ mê người. Hoa đó chính là món quà Yến Tử Kính tặng, tiểu công chúa nhà họ Phong thờ ơ chẳng đếm xỉa đến các món quà. Duy chỉ mỗi lúc nhìn thấy một gốc hoa hiếm kia mới có tí hứng thú. Tuy chỉ là một thay đổi rất nhỏ trên nét mặt, nhưng cũng làm Yến Tử Kính mừng rỡ không thôi. Hắn ta kính cẩn nói, Tam tiểu thư, đây là tường vi ngân châm cực kỳ hiếm có, phải mất 1000 năm mới nở ra màu tím hoàn hảo. Cái này còn tạm cua. Tiểu công chúa nhà họ Phong tùy ý nói, sau đó nàng ta hái mấy cánh hoa, bóp nát rồi ném lên trời cho thành bầu trời hoa rơi, trông khá là rực rỡ. Tường vi ngân châm 1000 năm mới nở hoa, bị nàng ta tiện tay vò nát, thoáng cái đã chẳng còn gì. Yến Tử Kính giật giật khóe miệng, nhưng không dám nói một câu nào. Ngươi thì sao, ngươi đã chuẩn bị gì cho bản tiểu thư? Tiểu công chúa nhà họ Phong nhìn Lâm Nhất, nhìn thì trông thờ ơ, trên thực tế ánh mắt nàng ta ngưng tụ hàn ý, sát ý bừng bừng. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, tuổi còn nhỏ thế mà đã có sát ý bực này, vậy ngày thường phải hống hách cỡ nào chứ? Hắn đã nhìn ra. Tiểu công chúa nhà họ Phong này đang trêu đùa bọn họ, nàng ta không hề có ý định cho bọn họ thiệp mời. Lâm Nhất lấy ra một cái hộp gấm, định tiến lên, nhưng vừa đi được một bước, thị nữ áo đỏ kia đã lạnh lùng quát, trông thấy đại tiểu thư, còn không hành lễ. Không sao, để hắn qua, bản tiểu thư rất hứng thú với món quà của hắn. Tiểu công chúa nhà họ Phong cười mỉm nói. Lâm Nhất đi lên,
mở cái hộp gấm ra, bên trong đặt một cái vòng tay màu bạc, ánh bạc lấp lánh cực kỳ chói mắt. Nhìn qua giống như được rèn ra từ bạc nguyên chất, rất nặng, nhưng đưa tay sờ thì mới phát hiện đó là hàn băng ngưng tụ thành. Dưới ánh nắng của mặt trời, sắc bạc thu liễm tỏa ra kỳ quang màu tím, tựa như một chú băng phượng màu tím tung cánh muốn bay. Cái này là tiểu băng phượng tốn cả đêm luyện chế ra đấy, nàng ấy cam đoan tiểu công chúa nhà họ Phong chắc chắn sẽ thích, đối phương nhất định sẽ tặng thiệp. Tiểu công chúa nhà họ Phong hai mắt sáng ngời, lập tức đeo nó vào tay, yêu thích không muốn rời, vui vẻ vô cùng. Vòng tay đẹp quá, tiểu công chúa nhà họ Phong tấm tắc khen, các thị nữ khác cũng khen không dứt miệng, nét mặt đám yến tử kính thì trở nên cực xấu. Thị nữ áo đỏ châm chọc, không nhìn ra, một thiên phách nho nhỏ như ngươi, còn đến từ chỗ quê mùa như Thương Huyền Phủ, thế mà có thể tặng được món quà làm tiểu thư yêu thích. Nếu thích, vậy lấy thiệp mời ra đổi đi. Lâm Nhất không nhìn đối phương, thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, bầu không khí trở nên cực kỳ cổ quái. Các kiếm khách đi cùng khác cũng bị dọa cho giật mình, người này to gan thế. Dám ăn nói với tiểu công chúa nhà họ Phong như vậy, thế chẳng phải là tìm chết à? Quả đúng như dự đoán, tiểu công chúa nhà họ Phong ban nãy còn cười hì hì, bây giờ mặt nàng ta lạnh như băng, nàng ta nhìn chiếc vòng tay đeo trên cổ tay, rồi nói. Tên nô tài ngươi to gan thật đấy, mặt dày tới tham gia đại hội danh kiếm nhà ta, lại còn dám ăn nói với bản tiểu thư như vậy. Đánh chó cưng của ta bị thương đã đủ để người chết không có chỗ chôn rồi, ngươi còn muốn có thiệp mời ư? Nàng ta dừng một chút, nhếch môi châm chọc cười nói, ngươi muốn có thiệp mời, cũng được thôi, quỳ xuống cầu xin ta đi. Ánh mắt đám yến tử kính lóe lên, trong lòng dục dịch, đây là một cơ hội, nếu quỳ xuống cầu xin mà được thiệp mời thật, hình như cũng rất được. Lâm Nhất thu hết biểu cảm của những người này vào mắt, thảo nào đám này không nhận được thư mời, không có khí phách của kiếm giả, chỉ thấy hèn. Thực lực, thiên phú có cao đến đâu, chung quy vẫn chưa đủ để được gọi là kiếm khách. Không quỳ, móc mắt rồi đánh gãy răng cho ta. Tiểu công chúa nhà họ Phong mặt như phủ băng, sau đó phất tay lạnh lùng nói. Vù, thị nữ áo đỏ lập tức tiến lên đánh, nàng ta còn rất trẻ, nhưng tu vi đã ở cảnh giới tinh tượng. Nàng ta thấy Lâm Nhất mới ở cảnh giới thiên phách, nên không hề sử dụng thánh khí mà nàng ta có. Trong tiếng cười lạnh, nàng A hóa thành một hàn quang giết đến trước mặt Lâm Nhất, hai ngón tay. Chọc thẳng vào mắt Lâm Nhất. Cẩu nô tài, nữ tử áo đỏ lạnh lùng quát một tiếng, rồi định móc mắt Lâm Nhất. Tiếc là bàn tay kia vừa tới gần đã bị Lâm Nhất bắt lấy cổ tay bằng tay trái, khoảnh khắc hắn dùng sức thì kiên cố như móng rồng vậy, làm cho đối phương không cựa quậy được, mặt đỏ bừng vì kìm nén. Khí huyết không thể thông thuận. Đồ chó, thả ta ra. Thị nữ áo đỏ giận dữ. Lâm Nhất thả lỏng tay thả nàng ta ra. Nàng ta lập tức tỏa ra sát khí đáng sợ, điên cuồng lao vào Lâm Nhất. Kiếm kén nơi mi tâm rung động. Lâm Nhất ngước mắt lên, vừa khéo nhìn thẳng vào mắt đối phương. Bùm. Trong khoảng cách gần thế này, kiếm ý cuồng bạo tức tốc đổ vào mắt đối phương. Hai con ngươi lập tức nổ tung. Thị nữ áo đỏ ngã trên đất, kêu rên thảm thiết, lăn vòng vòng trên đất. Mắt của ta, mắt của tai. Hai tay nàng ta ôm mắt, đau đớn muốn chết, giọng nói sắc bén mà thê lương, người nghe sởn cả tóc gáy. Lâm Nhất tiến lên, thấy nàng ta ngáng đường đi, hắn nhấc chân đá bay nàng ta. Cơ thể hắn sớm đã đẹp ngang thánh khí, giờ thương long thánh thể đã hoàn thiện, một cước này phải mạnh cỡ nào chứ? Bụp! Thị nữ áo đỏ bị đá bay như một túi rác, đập người vào tường, bức tường thủng một lỗ. Xương cốt trên người đứt gãy rồi biến mất trước mặt mọi người. Không muốn, vậy trả lại đồ cho ta. Lâm Nhất không dừng bước, hắn hoàn toàn không nhìn thị nữ áo đỏ, đi thẳng đến chỗ tiểu công chúa nhà họ Phong. Ngăn hắn lại. Tiểu công chúa nhà họ Phong kinh hồn hoảng hốt, vội vàng hô to, mấy thị nữ cùng lúc xông lên đánh Lâm Nhất. Bốp, bốp, bốp. Lâm Nhất tát cho mỗi người một cái, trực tiếp tát cho mấy thị nữ đó hộc máu rồi bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất thì không bò dậy được nữa. Thấy Lâm Nhất ngày càng lại gần và chẳng hề có ý dừng bước, tiểu công chúa nhà họ Phong hoảng sợ, mặt tái mét, run run nói, ngươi, ngươi, ngươi đừng qua đây. Khi sắp tới gần, Lâm Nhất dừng bước, ở sâu trong trang viên có cỗ khí tức khủng bố khóa chặt lên người hắn. Cảnh giới long mạch, Lâm Nhất thầm cười lạnh, có bản lĩnh thì ra tay đi, thương long thánh y của hắn đến giờ còn chưa dùng lần nào đây này. Nên thật ra hắn cũng muốn thử xem rốt cuộc uy lực của thương long thánh y khủng bố cỡ nào. Anh bạn, dừng ở đây thôi.
Cường giả cảnh giới Long Mạch âm thầm truyền lời, không hề ra tay với Lâm Nhất. Dừng ở đây thôi ư. Nhưng Lâm Nhất không nghĩ thế, hắn nhìn tiểu công chúa nhà họ Phong đang trốn ở góc tường, lạnh lùng nói, trước khi ta rời khỏi quận thành Thanh Nham, tốt nhất là ngươi hãy trả vòng tay cho ta, không thì không ai cứu được ngươi đâu. Vừa nói xong, Lâm Nhất liền quay người đi, chẳng thèm nhìn đám hèn này một cái nào. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi coi trang viên của Tam Tiểu. Thư là đâu hả? Yến Tử Kính nhảy ra, trong khoảnh khắc Lâm Nhất quay người, hắn ta phóng lên trước đánh một chưởng lên người Lâm Nhất. Nét mặt dữ tợn, cay nghiệt không thôi, hắn ta ngứa mắt Lâm Nhất lâu rồi, bây giờ chính là cơ hội để thể hiện trước mặt tiểu công chúa nhà họ Phong. Bùm! Một tiếng nổ trầm muộn vang lên, Yến Tử Kính đánh một chưởng lên người Lâm Nhất xong, hắn ta trợn tròn mắt. Hắn ta cảm giác như mình vừa đánh vào một pho tượng vừa to vừa nặng, nặng như núi, không thể lay. Chuyển! Cánh tay hắn ta đau đớn vô cùng, lực phản lớn khiến cho cánh tay hắn A xuất hiện vết nứt. Ta đùa thôi. Yến Tử Kính cực kỳ xấu hổ, tính rút tay về rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Đùa ư, trò đùa này chẳng vui một tí nào, Lâm Nhất ngẩng mặt lên nhìn đối phương, huyết diệm thánh văn trong thương long ấn nở rộ, hắn trực tiếp trả lại một quyền. Quỳnh! Lục phủ ngũ tạng của Yến Tử Kính vỡ nát, trước ngực xuất hiện một cái lỗ to. Hắn ta tê liệt ngã xuống đất rồi ho khù khụ, máu tươi chảy ra khỏi miệng, trong máu còn lẫn cả mảnh thịt ngũ tạng bị vỡ. Không đợi hắn ta ngẩng đầu lên, Lâm Nhất đã hung hăng đá một cái nữa vào đầu hắn ta. Sàn nhà lập tức vỡ tung, cả cái đầu bị nhét vào đó, cơ thể không thể cử động được nữa. Những người còn lại trong phòng đều run lẩy bẩy, như thể nhìn thấy ác ma vậy. Lâm Nhất cất bước đi ra ngoài, không ở lại đây thêm tí nào. Chỗ này bẩn thật, người ở đây còn bẩn hơn. Từ lúc trở mặt đến khi động thủ, gần như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sự cường thế của Lâm Nhất khiến cho tất cả mọi người ở đó đều bàng hoàng, bị bắt nạt thì hắn trả đũa luôn, ăn miếng trả miếng. Ngươi đấm ta một cái, ta sẽ đấm lại ngươi một cái, ngươi muốn móc mắt ta sẽ hủy mắt của ngươi trước. Cái sự cứng rắn này cơ hồ làm cho người ta nghẹt thở, cái người được gọi là tiểu công chúa giờ đang sợ đến nỗi trốn ở góc tường run lẩy bẩy. Thiết nghĩ, nàng ta lớn bằng từng này, chưa bao giờ gặp phải chuyện như này, hắn không chỉ không nể mặt nàng ta. Mà còn đối xử không chút lưu tình với thị nữ của nàng ta. Nếu không có cường giả cảnh giới Long Mạch âm thầm bảo vệ nàng ta, Lâm Nhất cũng sẽ không rời đi dễ dàng như vậy. Nhưng những lời Lâm Nhất để lại vẫn cực kỳ chói tai, hắn bắt nàng ta phải chủ động trả lại vòng tay trong khoảng thời gian quy định, không thì tự chịu hậu quả. Thực ra, câu này không phải để nói với nàng ta, mà là để nói với vị cường giả cảnh giới Long Mạch đang ẩn nấp ở chỗ tối. Lâm Nhất nói cho người sau biết rằng mình hoàn toàn không quan tâm đối phương. Cút, tất cả cút hết ra ngoài cho ta, chuyện hôm nay không ai được phép nói ra, nếu không ta cắt lưỡi các ngươi. Tiểu ông chúa nhà họ Phong thẹn quá hóa giận gào lên, làm cho đám kiếm khách trẻ hãi hùng hoảng hốt vội vàng cáo lui. Mấy người bạn của Yến Tử Kính vội vàng đỡ hắn ta dậy, không dám ở lại nữa. Vèo. Sau khi tất cả mọi người ra về, một lão giả mặc áo xám xuất hiện trong căn phòng. Ông ta phất phất tay cho các thị nữ còn lại đi xuống. Hồng quản gia, sao ông không giết hắn? Tiểu công chúa nhà họ Phong thấy lão giả tới, khuôn mặt nàng ta đầy độc ác, rồi nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt nhìn đối phương thì đầy căm giận và bất mãn, giọng thì the thé, ông nội ta từng bảo, ông cũng phải nghe lời ta, bây giờ ông hãy đi bắt hắn về đây cho ta phải giết hắn rồi vứt cho chó ăn. Cảm xúc của nàng ta hơi mất kiểm soát, trạng thái thì điên dại. Làm người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn là người do gia chủ nhà họ Hoàng giới thiệu, gia chủ nhà họ Hoàng và ông nội cô là bạn tri kỷ, ta không thể động vào người của ông ấy. Lão giả áo xám điềm tĩnh trấn an tiểu tổ tông nhà họ Phong này. Nhưng hắn đánh con chó yêu thích của ta bị thương, làm thị nữ mà ta thích nhất bị mù, lại còn uy hiếp ta trước mặt bao nhiêu người như vậy, từ bé. Đến giờ ta chưa từng bị bắt nạt như vậy, ta mặc kệ đấy. Tiểu công chúa nhà họ Phong tức giận khó mà bình tĩnh lại được, nàng A trầm giọng nói. Ở trong quận thành Thanh Nham thì không thể ra tay với hắn. Hồng quản gia vẫn điềm tĩnh nói. Đôi mắt tiểu công chúa nhà họ Phong sáng lên, nàng ta đảo mắt rồi cười nói, vậy tức là có thể đợi sau khi hắn ra khỏi quận thành Thanh Nham, chúng ta sẽ bắt hắn về đúng không? Hồng quản gia không nói, coi như ngầm đồng ý. Tốt, đánh gãy hai chân hắn cho bản tiểu thư. Bản tiểu thư muốn hắn bỏ đến trước mặt ta như một con chó chết. Tiểu công chúa nhà họ Phong lạnh mặt,
ánh mắt đằng đằng sát khí kinh khủng. Lão giả áo xám gật đầu, sau đó lặng lẽ rời đi. Trong suy nghĩ của ông ta, chỗ dựa của Lâm Nhất là gia chủ nhà họ Hoàng, thế lực của nhà họ Hoàng ở quận thành Thanh Nham đúng là rất mạnh. Có sức ảnh hưởng đến chính phủ xung quanh, không kém gì Thanh Nham Tàng Kiếm Lâu, nhưng nếu ra khỏi quận thành Thanh Nam thì không còn trói buộc như thế nữa. Đứng trước một cường giả cảnh giới long mạch như ông ta, một thiên phách chỉ như con kiến hôi thôi. Dù hắn có thủ đoạn thông thiên thì cũng không thể phát huy, đây là sự tự tin tuyệt đối thuộc về cường giả cảnh giới long mạch, đừng nói là cảnh giới thiên phách, tinh quân và thần đan ông ta cũng không coi ra gì. Ra khỏi trang viên, Lâm Nhất hít sâu một hơi, chung quy không thể hoàn thành việc mà lão đầu giao cho hắn rồi. Không có thiệp mời, muối mặt đến tham gia đại hội danh kiếm đã là chuyện rất không thể tiếp nhận với Lâm Nhất rồi, bắt hắn quỳ xuống xin thiệp mời thì càng không thể. Bây giờ Lâm Nhất cũng thấy ghê tởm, chỉ vất vả cho tiểu băng phượng thôi, đối phương đã mất cả đêm để làm vòng tay băng phượng. Chuyến này coi như triệt để đắc tội nhà họ Phong rồi, nếu đối phương không chịu giao ra vòng tay băng phượng, khả năng hắn sẽ phải quay lại một chuyến nữa. Đến lúc đó, có lẽ sẽ ầm đến độ không thể dàn xếp, nhưng chẳng sao, Lâm Nhất chưa bao giờ hối hận về hành động của mình. Sau này hắn sẽ nghĩ cách đền bù cho lão đầu kia vậy. Lâm Nhất thầm nghĩ thế, không hiểu sao lại thấy nhẹ lòng, có lẽ là vì trong thâm tâm hắn vốn khá bài xích đại hội danh kiếm này. Nếu bây giờ mà đi thì với tốc độ của chim tinh huyền, hắn có đuổi kịp đến Thương Huyền Phủ không nhỉ? Về đến chỗ ở, Lâm Nhất gặp Lạc Hoa đang chờ tin tức, hắn kể cho nàng nghe chuyện ở trang viên nhà họ Phong. Chắc là ta không tham gia đại hội danh kiếm được đâu, nếu không có gì thay đổi, ngày mai ta sẽ đi. Lâm Nhất bình tĩnh nói. Sau khi Lạc Hoa nghe xong, nàng trầm ngâm không nói. Bàn tay ngọc ngà vươn tay từ ống tay tay áo trắng, gõ nhẹ lên mặt bàn, nếu có ai đó có thể cởi chiếc mũ lụa trắng của nàng ra. Có thể nhìn thấy, mặt nàng tỉnh bơ, nhưng hàn quang trong mắt khiến cho người ta không rét mà run, sự tức giận đáng sợ kết tụ nơi mi tâm. Tiểu công chúa nhà họ Phong này ghê gớm thật đấy, ta nghĩ nàng ta sẽ không trả lại chiếc vòng tay băng phượng đó đâu, ngày mai huynh muốn đi e là cũng không đi được ấy. Lạc Hoa gõ lên mặt bàn, nhẹ nhàng nói. Thế ta lại đi thêm chuyến nữa vậy, nàng ta không muốn trả cũng phải trả, nói xong nàng ta không nghe thì tự chịu hậu quả thôi. Nét mặt Lâm Nhất bình tĩnh, hắn chẳng có tí hảo cảm nào với cái cô nàng được gọi là tiểu công chúa nhà họ Phong này. Thế này đi, nếu Lâm huynh tin ta, hãy để ta xử lý chuyện này, huynh đợi tin của ta được không? Đến lúc đó bất kể huynh đi hay ở, đợi ta về rồi huynh quyết định tiếp có được không? Lạc Hoa nhẹ nhàng hỏi, tuy nàng đang hỏi, nhưng lại lộ ra ý nàng nhất định sẽ quản chuyện này. Không ổn. Lâm Nhất lắc đầu, trầm ngâm nói, người phụ nữ này quá điêu ngoa, lại còn vô lý, lòng dạ độc ác, khó đối phó. Lạc Hoa có thể có lao lịch rất lớn, nhưng dù sao đây cũng là quận thành Thanh Nham. Nàng đi một mình chưa chắc đã đè bẹp được đối phương. Huống hồ đối phương còn không phải là một người nói lý lẽ, cái việc như giết người vứt cho chó ăn mà nàng ta cũng làm ra được, nên không cần thiết phải để Lạc Hoa đi mạo hiểm. Không nói lý à? Lạc Hoa cười, không nhiều lời nữa. Vui. Đợi sau khi nàng đi, tiểu băng phượng bay ra khỏi hộp kiếm, trông nàng a rất mệt mỏi, nhưng trên khuôn mặt lại là nụ cười tươi, nàng ta nhẹ giọng nói, Lâm Nhất. Bổn đế phát hiện ta hơi thích ngươi rồi đấy, vừa nãy ở nhà họ Phong, ngươi khí phách lắm, có một chút xíu phong thái của bổn đế năm xưa đấy. Vòng tay của ngươi. Lâm Nhất nói được một nửa đã bị đối phương ngắt lời, một cái vòng tay đều thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Lâm Nhất cười cười không nói gì, đó đâu phải một chiếc vòng tay đều, đó là chiếc vòng tay mà đối phương đã dành cả đêm chăm chỉ gọt giũa mới thành. Thần vận trong đó đến từ tộc băng phượng, trên thế gian này trừ nàng ta ra. Sẽ không có con băng phượng thứ hai dày công chuẩn bị vòng tay như vậy nữa. Vòng tay băng phượng, có 102 trên đời này. Ngươi sẽ không tham gia đại hội danh kiếm này thật à? Tiểu băng phương khẽ nói. Lâm Nhất thở dài, chưa trả lời. Bóng đêm suy tàn, quận thành Thanh Nham đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi tấp nập. Trong bóng đêm mênh mông, quản sự của trang viên nhà họ Phong và công chúa nhỏ nhà họ Phong đang ngồi trên chiếc xe ngựa đơn giản. Nét mặt hai người trong xe đều không tốt lắm. Trên đường đi, Hồng quản sự đều căng thẳng, vị đại lão cảnh giới long mạch này trông có vẻ rất không bình tĩnh. Thỉnh thoảng ông ta lại mở lời an ủi công chúa nhỏ nhà họ Phong, vẻ mặt của người sau rất là mất kiên nhẫn, khổ nỗi lại không làm gì được. Sau nửa nén hương, xe ngựa dừng trước một tửu lâu.
Hồng quản sự đuổi Bồi Bàn đến tiếp đón đi, ông ta dẫn công chúa nhỏ cẩn thận đi lên tầng cao nhất. Bên trong căn phòng trang nhã to nhất ở tầng trên cùng, có một bàn rượu rất to, ngồi trên ghế chủ tọa là một nữ tử áo trắng đầu đội mũ tre bằng lụa trắng, nàng đã đợi ở đây từ lâu. Cạch, kẽo kẹt. Sau khi đẩy cửa ra, vẻ thấp thỏm trên khuôn mặt lão giả áo xám lập tức biến mất, ông ta nở nụ cười đầy khiêm nhường, rồi chắp tay vái, lão hủ Hồng Khôn, chào Lạc công tử. Ông ta lặng lẽ đẩy tiểu công chúa nhà họ Phong, mặt Phong Tiểu Ngư cứng đờ, nàng ta lạnh lùng nói, Phong Tiểu Ngư nhà họ Phong chào Lạc công tử. Lạc Hoa không đáp lời, bầu không khí trong căn phòng trở nên hơi xấu hổ. Hồng quản sự ho khan mấy tiếng, Phong Tiểu Ngư cực không tình nguyện nói, xin lỗi, ta không biết Lâm Nhất là bạn của Lạc công tử, ban sáng đã có nhiều chỗ mạo phạm. Ta xin lỗi. Lạc Hoa vẫn không nói gì, nụ cười trên mặt Hồng quản sự hơi gượng gạo. Ông ta vội vàng nói, Lạc công tử, chúng ta thật sự đã có nhiều chỗ mạo phạm mất rồi, Tam tiểu thư trẻ người non dạ, không hiểu lễ nghĩa. Ban sáng thật sự không biết Lâm Nhất là bạn của Lạc công tử, nếu không chắc, chăn sẽ không gây khó dễ gì hết. Đối phương vẫn im lặng, Phong Tiểu Ngư mất sạch kiên nhẫn, nàng ta lạnh giọng nói, bản tiểu thư đã xin lỗi rồi, người không nói thì ta đi đây. Hồng quản sự hoảng hốt, trán toát mồ hôi lạnh. Nhưng vẻ mặt Phong Tiểu Ngư thì kiêu căng. Nhìn thẳng vào đối phương, không hề có ý nhượng bộ. Có ai đứng xin lỗi không? Lạc Hoa ngẩng đầu lên, một cỗ sắc bén xuyên qua tấm khăn che mặt, khiến nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh. Phong Tiểu Ngư nghe vậy thì đen mặt, nàng ta tức giận nói, láo toét. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bản tiểu thư quỳ xuống xin lỗi ngươi chắc? Ngươi là cái thá gì? Lời nàng ta nói làm Hồng Khôn đứng bên cạnh sợ chết khiếp, ông ta run lẩy bẩy, căng thẳng đến nỗi không thốt nên lời. Lạc Hoa trầm ngâm không nói, tựa như đang nghĩ gì đó, sự im lặng này chẳng khác nào đang phớt lờ đối phương. Trong lòng Phong Tiểu Ngư bùng lên nỗi bực, từ nhỏ đến lớn, nàng ta toàn cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô cùng, chưa bao giờ gặp phải người lạnh lùng ngạo nghễ như này. Nàng ta phát hỏa luôn, nàng ta chế nhạo, nếu không phải ông nội dặn a, nhất định phải xin lỗi ngươi, bản tiểu thư sẽ để ý đến ngươi chắc. Giả thần giả quỷ, đội khăn che mặt không dám gặp người. Chắc là người xấu đến mức dọa người nhỉ. Bốp! Vừa dứt lời, cũng không thấy đối phương ra tay như thế nào, một cái tát cách không rơi xuống mặt Phong Tiểu Ngư. Dấu năm ngón tay đỏ thẫm rõ ràng. Ngươi dám tát tai. Phong Tiểu Ngư giận tím mặt, gào lên, ta phải xé nát mặt ngươi. Bốp! Lại một cái tát cách không giáng xuống má phải Phong Tiểu Ngư, mặt nàng ta sưng vù lên. Ngươi muốn chết. Phong Tiểu Ngư tóc tai bù xù, bị tát cho choáng váng. Nàng ta điên lên đánh về phía Lạc Hoa. Ầm, thân là tam tiểu thư nhà họ Phong, còn được lâu chủ đương nhiệm cương triều, tu vi và cảnh giới tất nhiên không thấp. Trong cơn điên, sát khí đằng đằng, kiếm thế cực kỳ sắc bén bùng lên trên người nàng ta, có thể nói là cực kỳ hào nhoáng. Tiểu thư không được đâu. Hồng Khôn hoảng sợ, muốn ngăn nhưng không kịp. Bốp, Phong Tiểu Ngư vẫn không thấy rõ Lạc Hoa ra tay như thế nào, nàng ta hộc ra một ngụm máu. Cả người bị đánh bay ra ngoài, rồi nặng nề đập lên tường. Sau khi rớt xuống đất lại hộc máu tiếp, vẻ mặt phẫn uất, vịn tường cố chống người dậy. Trong căn phòng yên tĩnh, ngoài tiếng thở dốc của Phong Tiểu Ngư ra thì không còn âm thanh gì nữa, Hồng Khôn ở bên cạnh run lẩy bẩy, hoàn. Toàn không dám mở miệng. Nhiều lúc, thường thường những kẻ vô tri là không biết sợ nhất, người hiểu biết thì đều biết sợ. Biết rằng thiên uy không thể nghịch. Trong ánh mắt vô cùng sợ hãi của Hồng Khôn, Lạc Hoa đứng lên, trong khoảnh khắc nàng đứng lên, khí thế vương giả bùng nổ, không thể diễn tả bằng lời. Bụp! Cái bàn rượu ngăn ở giữa phòng lập tức vỡ thành bụi phấn, cơ thể Phong Tiểu Ngư dán lên tường, không chịu khống chế bị nhấc lên. Không không không, thả ta xuống, bây giờ Phong Tiểu Ngư hoảng thật rồi, nàng ta sợ hãi nói. Trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang còn không dám nói chuyện với ta như thế, một đại tiểu thư của Tàng Kiếm lâu thế mà to gan tài trời. Dưới tấm khăn trắng, không ai biết biểu cảm của Lạc Hoa, khi chữ trời vừa dứt. Phong Tiểu Ngư như bị một đỉnh núi đâm vào, bức tường lập tức bị thủng một lỗ, cả người bay ra ngoài. Thiệp mời. Lạc Hoa nhìn Hồng Khôn, lạnh lùng ra lệnh. Đây, đây, đã chuẩn bị sẵn rồi. Hồng Khôn run rẩy, ông ta thân là cường giả cảnh giới long mạch, nhưng khi đứng trước mặt nữ tử này, ông ta cũng không dám láo xược một tí nào. Ông ta nhanh chóng lấy thiệp mời ra, kính cẩn dâng lên. Lạc Hoa đưa tay ra lấy rồi đi về phía lỗ tường thủng,
sau đó nàng nhìn Phong Tiểu Ngư đang nằm trên đất. Trên cổ tay đối phương, đang đeo một chiếc vòng tay màu bạc, dưới ánh đèn, chiếc vòng tay sáng lấp lánh. Thỉnh thoảng có ánh tím xoẹt qua. Tựa như có một con băng phượng bay ra từ vòng tay. Chiếc vòng tay băng phượng này không chỉ có tạo hình cực đẹp, màu sắc rực rỡ, thần vận trong chiếc vòng tay còn độc nhất vô nhị trên thế gian. Lạc Hoa ngày thường hay gặp nhiều món châu báu, cũng không khỏi ngỡ ngàng, đây quả là chiếc vòng tay tuyệt vời, Lâm Nhất thật sự đã bỏ ra. Không ít tâm tư cho chuyện này. Nàng bước tới, Phong Tiểu Ngư ngồi trên sàn nhà liên tục lùi về sau, hoàn toàn không còn dũng khí đối mặt với đối phương nữa. Mãi đến giờ phút này, nàng ta mới biết cái gì gọi là sợ hãi, đối phương là ồn tại mà nàng ta không thể đắc tội. Đừng, người đừng qua đây. Giọng Phong Tiểu Ngư run run, vẻ mặt đau khổ sắp khóc. Lạc Hoa vươn tay ra giật lấy chiếc vòng tay trên cổ tay nàng ta, cầm trong tay lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức mát lạnh. Nhìn gần mới phát hiện, chiếc vòng tay có rất nhiều chi tiết, hoàn mỹ không tì vết, làm người ta động lòng. Trả lại cho tai Phong Tiểu Ngư sốt ruột, nàng ta đứng dậy rồi nhào qua. Lạc Hoa khẽ ngẩng đầu, một cỗ uy áp từ trong mắt nàng xuyên qua tấm khăn che mặt bắn ra. Chỉ một ánh mắt, Phong Tiểu Ngư đã bị đánh bay ra ngoài, nàng ta trượt dài trên sàn nhà, hai tay cào xuống mặt sàn kêu kinh kít cũng không có tác dụng gì. Sau đó bịch một tiếng, cả người đập mạnh vào tường, rồi lại hộc. Máu! Ngươi trả lại cho ta, trả lại cho ta! Phong Tiểu Ngư không cam lòng nói. Ngươi không xứng. Lạc Hoa lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, rồi quay người đi ra ngoài, đôi mắt sau tấm khăn che hiện xoẹt qua vẻ chán ghét. Phong Tiểu Ngư nhìn theo bóng lưng đối phương, hai mắt vô thần, sắc mặt đau đớn bất kham. Mãi một lúc lâu sau, đợi Hồng Khôn đi tới, nàng ta mới cực kỳ không cam tâm nói, Hồng bá bá, rốt cuộc nàng ta là ai? Đừng hỏi, chuyện này cứ để nó qua đi. Hồng Khôn nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng, tốt nhất là chuyện này cứ qua đi như vậy thôi. Không thì Phong Huyền Tử không cứu được ngươi, Tàng Kiếm Lâu không cứu được ngươi, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không cứu nổi ngươi. Hồng Khôn muốn chuyện này cứ thế mà qua, nhưng Phong Tiểu Ngư không nghĩ vậy. Lớn bằng từng này, nàng ta chưa từng chịu thiệt như vậy, chưa bao giờ bị sỉ nhục một cách tàn ác đến thế. Nhưng ánh mắt đó, những cái tát đó, còn cả chiếc vòng tay băng phượng bị cướp đi nữa, tất cả đều khiến nàng ta không thể nguôi ngoai. Đợi về đến trang viên, Hồng Khôn lui xuống. Phong Tiểu Ngư lập tức gọi thị nữ áo đỏ tới, thị nữ áo đỏ bị Lâm Nhất chọc mù hai mắt. Hiện giờ nàng ta đang đeo băng vải che đôi mắt lại. Đến cảnh giới tinh quân, cho dù không dựa vào đôi mắt, võ giả vẫn có thể dễ dàng nhận biết phương hướng và chướng ngại vật. Chỉ là thân thể có khiếm khuyết, đại đạo sẽ không thể hoàn mỹ, cuối cùng cảnh giới võ đạo sẽ dừng tại đây. Ngươi thay ta đi đưa tấm thiệp mời này cho Yến Tử Kính, chắc chắn hắn sẽ rất vui lòng nhận nó. Phong Tiểu Ngư lấy ra một chiếc thiệp mời, đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh, còn nữa, ngươi hãy lan truyền vài tin đồn. Trong vòng một đêm, ta muốn toàn bộ quận thành Thanh Nham đều biết. Nô tỳ bảo đảm sẽ hoàn thành, thị nữ áo đỏ cung kính nói, sau đó nhận mệnh lui xuống. Phong Tiểu Ngư đang khó mà nguôi ngoai cơn giận trong lòng, nàng ta không đối phó được nữ nhân áo trắng kia, nhưng Lâm Nhất của Thương Huyền Phủ thì nàng ta không thiếu gì cách đối phó. Dù nàng ta không ra tay, thì cũng có 1000 cách đẩy đối phương vào chỗ chết, hơn nữa còn là chết trong nhục nhã. Sáng sớm hôm sau, bình minh ló dạng. Ở phủ nhà họ Hoàng, Lâm Nhất mặc một bộ thanh sam, lưng đeo hộp kiếm, Bạch trưởng lão đứng cạnh hắn trông có vẻ lo lắng và bất lực. Lâm Nhất đã kể cho ông ta nghe chuyện về tiểu công chúa nhà họ Phong, tuy ông ta cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không hề có ý trách hắn. Nếu tiểu công chúa nhà họ Phong đã gây khó dễ cho người ta như vậy, vậy thì chẳng cần tham gia cái đại hội danh kiếm này làm gì, đối phương ăn nói quá độc ác. Nhất là ba từ mặt dày. Khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Đi cầu xin người ta vốn đã thấp hơn một bậc rồi, còn phải chịu sỉ nhục như thế, không đi cũng được. Thiết nghĩ chắc trưởng môn cũng sẽ không nói gì, đại hội danh kiếm lần này vốn đã cạnh tranh quyết liệt, sức hút của kiếm phần viên quá lớn. Thánh vân hạch tâm cấp 8, cộng thêm 800 đạo thánh vân bình thường, lại còn do đích thân lâu chủ Tàng Kiếm Lâu chế tạo, cơ hồ không có. Kiếm khách nào lại không động lòng? Bạch trưởng lão, nếu cưỡi chim tỉnh huyền đi từ đây đến thành Thương Huyền sẽ mất bao lâu? Lâm Nhất hỏi. Khoảng 1 ngày rưỡi. Bạch trưởng lão tính sơ, thành Thương Huyền gần hơn Phù Vân Kiếm Tông, đi đường bay trên 3 tầng trời có thể rút ngắn lộ trình gấp 3 lần. Cộng thêm chim tỉnh huyền mà bay trên 3 tầng trời vốn sẽ bay nhanh hơn rất nhiều,
cộng dồn những yếu tố này lại, thời gian tiết kiệm được rất là đáng kể. Cuộc chiến xếp hạng ở thành Thương Huyền bao giờ bắt đầu? Lâm Nhất suy nghĩ rồi hỏi. Nếu ta nhớ không nhầm, hình như là 3 ngày nữa. Bạch trưởng lão trầm ngâm một lúc, rồi trả lời. Mắt Lâm Nhất sáng rực, nếu vậy hắn hoàn toàn dư giả thời gian. Hắn nhẹ giọng nói, vậy phiền Bạch trưởng lão thay đổi lộ trình, đưa ta đến thành Thương Huyền trước, rồi ngài về Phù Vân Kiếm Tông phụng mệnh sau. Cậu định đi tham gia cuộc chiến xếp hạng thành Thương Huyền à? Sau khi Bạch trưởng lão hỏi xong, ông ta nhớ ra đúng là có tên Lâm Nhất, hình như cuộc chiến xếp hạng thành Thương Huyền lần này, Phù Vân Kiếm Tông cũng không ổn định cho lắm. Huynh chuẩn bị đi à? Đột nhiên có giọng nói trong trẻo êm tai vang lên, một tia sáng làm Lâm Nhất khó mở mắt, hắn nheo mắt lại ngước lên nhìn. Thì thấy trong ánh nắng ban mai, Lạc Hoa mặc bộ bạch y, tay cầm vòng tay băng phượng, chậm rãi tiến về phía hai người. Đây là, Bạch trưởng lão hơi nghỉ hoặc, không hiểu ý. Vèo. Khi ông ta đang kinh ngạc, Lạc Hoa tiện tay ném ra một vật, sau khi bắt được, ông ta sững sờ. Thiệp mời. Bạch trưởng lão mừng rỡ mỉm cười nói, Lạc công tử, sao người lấy được vậy? Chuyện nhỏ. Lạc Hoa cười nhẹ đáp, sau đó nàng đi đến trước mặt Lâm Nhất, rồi nói, đưa tay ra. Lâm Nhất đưa tay ra, nàng cẩn thận đặt chiếc vòng tay băng phượng vào tay đối phương, chiếc vòng tay tỏa ra ánh sáng bạc và tím, phong hoa nội liếm. Dưới ánh mặt trời trông nó giống một con băng phượng đang dục hỏa trùng sinh. Chiếc vòng tay đẹp thế này, huynh tặng cho con nhóc kia thật lãng phí. Lạc Hoa nêu cảm nghĩ từ tận đáy lòng, không nhìn rõ mặt nàng, cũng không nhìn rõ đôi mắt nàng, nhưng có thể đoán được giờ phút này ánh mắt nàng đang đặt lên chiếc vòng tay băng phượng. Hừ, nàng đã nói vậy thì tặng cho nàng ấy đi, một cái vòng tay thôi mà, bổn đế có thể tạo ra tùy thích. Tiểu băng phượng trong hộp kiếm tử diên. Bình thản nói. Lâm Nhất cũng có ý này, hắn mỉm cười nói, thế tặng cô đó. Hu hu hu, ngươi là đồ cha nam, vậy mà lại tặng thật, bốn để hận chết ngươi. Vừa tặng xong, tiểu băng phương đang ở trong hộp kiếm tử diên bắt đầu gào khóc, đau lòng không thôi. Đeo cho ta, Lạc Hoa duỗi bàn tay ngọc ngà ra khỏi tay áo, nói rất là tự nhiên. Lâm Nhất sững lại một chút, sau đó nắm tay đối phương, cẩn thận đeo vòng tay băng phượng cho nàng. Đây không phải lần đầu tiên nắm tay đối phương, nhưng cảm giác mềm mại ấm áp vẫn làm cho người ta trầm mê. Có lúc Lâm Nhất cũng không rõ, tại sao khi hai người nắm tay vào nhau lại tự nhiên như vậy, bản thân hắn không hề thấy bài xích. Bạch trưởng lão đứng bên cạnh rất là ngại ngùng, ông ta đang cầm thiệp mời, bỏ xuống thì không được, mà không bỏ xuống cũng không được. Ông ta giật giật khóe miệng, chuyện gì thế này, đang ban ngày ban mặt lại làm lão phu ngại. Có đẹp không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 158.